Cách đây 3 năm, đầu năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi có phát sóng bài viết Một cuộc kiện vĩ đại của nhà thơ Thanh Thảo để hưởng ứng cuộc kiện của bà Trần Tố Nga, một nạn nhân của chất độc da cam. Lúc đó, bà Trần Tố Nga đã khởi kiện các công ty hóa chất lớn đã trúng thầu của chính phủ Mỹ để hợp tác cùng chế tạo chất độc da cam mang mỹ danh là thuốc diệt cỏ và thả xuống miền Nam Việt Nam cùng hai nước Lào và Campuchia trong cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra tại Việt Nam. Bây giờ thì cả thế giới đều biết chất độc da cam kinh khủng như thế nào. Vậy mà trước cuộc kiện của bà Trần Tố Nga, một nạn nhân đau khổ của chất độc da cam, đứng tên kiện vì công lý, vì nỗi đau chất độc da cam của mọi nạn nhân chất độc này trên thế giới, nhất là ở Việt Nam. Mà năm 2021, tòa án Evry của Pháp sau khi mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện này đã kết luận một cách hết sức sai lầm là các công ty sản xuất chất độc da cam không có tội. Trước kháng cáo của bà Trần Tố Nga, được biết ngày 7 tháng 5 năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đang mở phiên xét xử để quyết định tính đúng đắn của phán quyết mà tòa án Evry đưa ra. Hội luật gia dân chủ quốc tế IADL, một tổ chức phi chính phủ toàn cầu gồm các chuyên gia luật tiến bộ, có tư cách tư vấn tại ECOSOC ở Liên Hợp Quốc. Trong nhiều năm đã hoạt động để hỗ trợ những người Việt Nam nạn nhân của chất độc da cam mà quân đội Hoa Kỳ rải ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh. IADL vừa gửi thư ngỏ tới tòa án phúc thẩm Paris với lời lẽ mạnh mẽ, yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét một cách công bằng và kết luận sai trái của tòa sơ thẩm Evry 3 năm trước. Thư ngỏ có đoạn, IADL không hài lòng với quyết định của tòa án Evry được đưa ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử vụ việc với lý do các công ty đang hành động theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ, vốn đang thực hiện một hành động có chủ quyền. IADL cho rằng phán quyết này là không thể chấp nhận được vì các công ty hóa chất Hoa Kỳ không bị chính phủ Hoa Kỳ ép buộc mà tự nguyện tham gia đấu thầu và sản xuất chất độc. Do đó, họ phải chịu trách nhiệm về việc sản xuất của mình và tòa án phải có thẩm quyền xét xử. Trước cuộc kiện vĩ đại tiếp tục lần này của bà Trần Tố Nga, những người yêu chuộng công lý và lẽ công bằng trên toàn thế giới đang hết sức theo dõi xem tòa phúc thẩm Paris sẽ phán quyết vụ kiện này như thế nào. Trước hết là tòa phúc thẩm phải bác bỏ những kết luận sai trái của tòa sơ thẩm Evry 3 năm trước và phán quyết một cách công bằng trên tinh thần bức thư ngỏ của Hội luật gia dân chủ quốc tế IADL đã yêu cầu. Chúng tôi yêu cầu tòa phúc thẩm Paris xem xét kỹ lưỡng quyết định này và xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố liên quan để đưa ra phán quyết công bằng để nạn nhân chất độc màu da cam có thể được bồi thường thỏa đáng cho những tổn thương khốn khổ mà họ đã gánh chịu. Đã quá lâu, đòi hỏi công lý chính đáng này không được đáp ứng. Chúng ta hãy chờ xem phán quyết của tòa phúc thẩm Paris về cuộc kiện vĩ đại lần này.